Cô chào các em thân mến. Hôm nay cô cùng các em đến với tiết học toán bài luyện tập về giải toán liên quan đến tỷ lệ. Qua tiết học này, các em sẽ được củng cố và rèn kỹ năng giải bài toán liên quan đến tỷ lệ. Và chúng ta sẽ làm các bài tập 1, 2, trang 21. Bây giờ chúng mình cùng làm bài toán thứ nhất các em nhé. Bài 1. Một người mua 25 quyển vở, giá 3.000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1.500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở? Bài toán cho chúng ta biết gì nào? À, bài toán này cho biết mua 25 quyển vở giá 3.000 đồng một quyển. Bài toán hỏi gì các em? À, bài toán này hỏi chúng ta cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1.500 đồng một quyển thì mua được bao nhiêu quyển vở? Bây giờ chúng mình cùng tóm tắt bài toán nào. 3.000 đồng một quyển thì mua được 25 quyển. 1.500 đồng một quyển thì mua được hỏi chấm quyển. Các em cho cô biết xem bài toán này thuộc dạng toán nào? Các em ạ, bài toán này thuộc dạng toán quan hệ tỷ lệ. Dạng toán quan hệ tỷ lệ sẽ có hai cách giải. Cách thứ nhất đó là rút về đơn vị và cách thứ hai là tìm tỉ số. Trong bài này thì ta thấy cách giải phù hợp cho bài toán đó là cách tìm tỉ số. Bây giờ các em cùng suy nghĩ và làm bài trong thời gian 5 phút các em nhé. Sau đây các em cùng kiểm tra lại bài giải của mình nhé. 3.000 đồng gấp 1.500 đồng số lần là 3.000 chia cho 1.500 bằng 2 lần. Đây là bước giải theo cách tìm tỉ số đấy các em. Nếu mua vở với giá 1.500 đồng một quyển thì mua được số quyển vở là 25 nhân với 2 bằng 50 quyển và đáp số 50 quyển. Nhìn vào bài các em thấy cùng số tiền đó, khi giá tiền mua một quyển vở giảm đi 2 lần thì số vở mua được tăng lên 2 lần. Ta thấy quan hệ tỷ lệ giữa các đơn vị đo trong bài toán là cùng số tiền đó, khi giá tiền mua một quyển vở giảm đi bao nhiêu lần thì số vở mua được tăng lên bấy nhiêu lần. Ngoài ra, bài toán còn có cách giải thứ hai như sau. Trước hết, ta đi tìm số tiền của người đó đang có bằng cách lấy giá tiền của một quyển vở lúc đầu là 3.000 đồng nhân với số quyển vở mua được là 25 quyển. Sau đó, lấy số tiền người đó có chia cho giá tiền một quyển vở lúc sau là 1.500 thì chúng ta sẽ tìm được số quyển vở người đó mua với giá 1.500 đồng một quyển. Và ta sẽ thực hiện bài giải toán như sau. Số tiền mua vở có tất cả là 3.000 nhân với 25 bằng 75.000 đồng. Nếu mua vở với giá 1.500 đồng một quyển thì mua được số quyển vở là 75.000 chia cho 1.500 bằng 50 quyển và đáp số 50 quyển. Chúng ta cùng xem lại hai cách giải của bài tập. Các em làm theo cách nào cũng được. Nhưng theo cô,
Đây là bài toán quan hệ tiền lệ, nên các em làm theo cách thứ nhất sẽ dễ hơn. Chúng ta cùng chuyển sang bài toán thứ hai. Một gia đình gồm 3 người, bố, mẹ và một con. Bình quân thu nhập hàng tháng là 800.000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi, thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền? Đề bài rất là dài, cho nên các em nhớ đọc thầm lại đề một lần nữa nhé. Bài toán cho biết gì nào? Bài toán cho chúng ta biết một gia đình có 3 người. Bình quân thu nhập hàng tháng là 800.000 đồng mỗi người. Rồi chúng mình cùng đọc lại câu hỏi xem bài toán hỏi gì. Bài toán hỏi chúng ta nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ tóm tắt bài toán như sau. Các em cùng đọc thầm lại cái phần tóm tắt nhé. Muốn biết nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền thì chúng ta làm thế nào? Trước hết tìm tổng thu nhập của cả gia đình. Sau đó tìm bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người nếu gia đình có thêm một con nữa. Và cuối cùng tìm số tiền thu nhập bình quân hàng tháng của mỗi người bị giảm đi nếu gia đình có thêm một con nữa. Cô xin nhắc lại cách giải bài toán này một lần nữa. Tìm tổng thu nhập của cả gia đình như sau. Đầu tiên, gia đình có 3 người. Một người bình quân thu nhập hàng tháng là 800.000 đồng. Nên ta lấy 800.000 đồng nhân với 3. Tiếp theo, tìm bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người nếu gia đình có thêm một con như sau. Lấy tổng thu nhập của cả gia đình chia cho tổng số người của gia đình nếu có thêm một con. Cuối cùng, tìm số tiền thu nhập bình quân hàng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu bằng cách lấy bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người lúc đầu trừ đi bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người nếu gia đình có thêm một con. Các em đã hiểu bài chưa? Nếu chưa hiểu bài thì chúng ta cùng coi lại cách giải bài toán. Rồi chúng ta sẽ làm bài toán này cho cô trong thời gian 5 phút các em nhé. Sau đây chúng mình cùng kiểm tra lại bài nhé. Với gia đình có 3 người thì tổng thu nhập của cả gia đình là 800.000 nhân 3 bằng 2.400.000 đồng. Nếu thêm một con nữa mà tổng thu nhập không đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người là 2.400.000 chia cho 4. Chúng ta chia cho 4 vì lúc đầu gia đình có 3 người. Bây giờ nếu thêm một con nữa là 4 người cho nên chúng ta chia cho 4 bằng 600.000 đồng. Bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi là 800.000 chia cho 600.000 bằng 200.000 đồng và đáp số 200.000 đồng. Qua bài chúng ta thấy đây cũng là bài toán thuộc dạng toán quan hệ tỷ lệ. Vì tổng thu nhập của cả gia đình không thay đổi, khi số người trong gia đình tăng lên thì bình quân thu nhập
hàng tháng của mỗi người giảm đi. Vì vậy, nên mỗi gia đình chỉ nên có 1 đến 2 con để gia đình có điều kiện sống tốt hơn, phải không các em? Cô xin chúc mừng tất cả những em đã làm bài đúng các em nhé. Qua tiết học ngày hôm nay, các em đã được củng cố và rèn kỹ năng giải bài toán liên quan đến tỷ lệ. Các em nhớ hai cách làm bài, đó là rút về đơn vị và tìm tỷ số để lựa chọn cách giải cho phù hợp với từng bài các em nhé. Các em nhớ xem lại các bài tập đã làm và chuẩn bị cho cô bài luyện tập chung trang 22. Tiết học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các em, chúc các em chăm ngoan và học giỏi nhé.